Xin chào 12.000 anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em đến một cái máy xăm không dây thế hệ mới ha. Rồi, anh em coi nha. Mở hộp ra, đây anh em thấy không? Chúng ta sẽ có một ít dây ron và lục giác để thay thế và một cái grip số lớn cho anh em thích nè, cầm tay lớn thì xài cái lớn. Nếu như anh em không thích thì xài cái mặc định và một cục pin dự phòng. Để cục kia hết chúng ta có cái mà chúng ta thay luôn ha. Và đây là cái cổng mà để cắm dây cắm vô nè, nếu như anh em hết pin mà không có xài nữa thì cắm đây là dây sạc ha, cổng dây sạc cho cục pin. Rồi đây chính là diện mạo của em nó anh em, nó đây em nói như thế này đây, rất là ngon đúng không, gọn nhẹ không vướng dây và bấm giữ lâu để khởi động máy, bấm nút cộng để tăng vol nha này, bấm dấu cộng này. Nó sẽ tăng từ một lần là không. Bây giờ mình bắt đầu mình vô mình tô cái bông này ha anh em, mình sẽ dùng cái kim 15mm1 ha, kim mình xài thì cũng là cái kim vàng kim bình thường thôi, kim này cũng tầm 130-140 với một hộp anh em. Không có mắc là một loại kim bình thường, không có phải kim xịn gì hết. Rồi bây giờ mình sẽ ấy và mình sẽ đánh cái bông này màu đỏ nha anh em nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình tô nè. Đó, máy cũng không rung, tiếng kêu rất là êm êm, không có nghe tiếng gì luôn, nó êm lắm. Đó, mình tô từ từ anh em thấy không? Rồi một cách nhẹ nhàng. Rồi anh em xem cái màu đỏ nó bám như thế nào nha. Vô mực như thế nào rồi anh em đánh giá coi có đáng đồng tiền để mua không nha. Đó, anh em nhìn coi. Mình tô một cách rất là nhẹ và đều tay. Rồi. Thấy chưa? Một cách nhẹ nhàng. Rồi bây giờ mình sẽ chùi đi anh em coi cái độ mực bám. Đấy, thấy không? Ngon là đâu. Cái máy này nếu như anh em mà mua cái bản combo á, bản hai cục pin và có cái đầu lắp dây rắc á, khi mà mình kẹp mà mình quên sạc pin đó thì giá nó khoảng là hơn 4 triệu một xíu anh em. Còn mua cái bản mà bản đơn á, thì nó khoảng là 3 triệu mấy gì đó ha. Anh em muốn mua máy thì hãy liên hệ cái số Zalo, mình để điện thoại Zalo ở bên dưới nha anh em, dưới phần mô tả. Anh em có coi thấy cái máy nó ok không thì anh em đánh giá và anh em đặt mua cái Zalo đó ha. Rồi anh em coi thử cái đó không, màu đó nó vô như vậy đó. Xong bây giờ mình sẽ tua nhanh cái quá trình mình đánh hết cái bông cho anh em coi nha. Rồi anh em cùng coi với mình nha chưa.